Rồi hiện tại là Nhân đang đứng tại một cái căn nhà ở số B2-1D. Nó của xã Quỳnh Lộc B, huyện Bình Chánh nha cả nhà. Anh Tấn. Bây giờ đây là ông ngoài nó kêu bằng chở 2 và chở 2B là cái đường gì? Đường hầm 2. Đường hầm 2. Đường hầm 2 chạy ra chỗ 1A với chỗ dân không? 1A, 1A thì em xa xa lắm. Đây là đường ra cũng luôn. Đây là quẹo luôn. Ở đây là kêu bằng đường ấp 2 đúng không? Ấp 2, ấp 2B. Cái nhà này là tổng diện tích là bao nhiêu anh? 6 m. Dài 30 m. 6 30. Ờ, trồng 80 m đúng không? Chữ ăn là 8 m. Chữ là 8 m vuông. À, 8 m vuông nữa. Đó, bây giờ mời nhà vô coi nhà nha. Ở đây mình khi mà mình cái nhà này mình muốn ở còn dù mình xây phòng trọ hoặc nhà xưởng này kia được không? Được hết, thoải mái. Muốn làm cái gì cũng được, sổ hồng mà mày muốn làm cái gì cũng được á. Xin phép dễ không? Dễ ẹt luôn, có 30 giây. Được được nhà được không? Được. Thẳng ra từ đó là sao? Đây hiện tại là cái nhà cấp 4 nha cả nhà. Thì ví dụ như khi mà mình mua về đó thì mình muốn ở thì mình ở, mình sửa sang mình ở, còn không thì mình làm nhà xưởng hoặc là làm phòng trọ này kia cũng được. Nói chung mình làm cái bất cứ một cái gì cũng được hết nha. Tại vì mình đang là sổ hồng và cái đất của nó là đất thổ cư rồi, cho nên mình xin phép rất là dễ. Ở đây có phòng ngủ rồi đi. Đây là cái phòng bếp. Thì cái nhà của mình là nó cái diện tích nó rất là lớn, nhưng mà tại vì nhà rất là xưa nên là xây cái nhà từ trước tới giờ luôn, cũng nói chung cũng khá là lâu rồi, nên là xây có tính nhau được có phòng ngủ mà. Nên về mà cả nhà mình có thể là mình kêu bằng sửa sàn hay là mình làm thêm gì đó, cái đó là ok. Đây là phần phía sau này nè. Thì ở đây mình có thêm một cái mảnh đất riêng bên đây nữa. Thì nhưng mà nó vẫn tức là cái đất mình là chữ L á, nhưng mà ở đây là mình sử dụng chung là nó có thể hiện như sổ đàng hoàng. Nó như mình thấy là nãy là đứng ở ngoài đường lớn nè. Thì đây là cái lô đất của mình. Thì phía sau là nó có chữ L. Và nó nằm ở trong phía đằng sau ha. Chữ L này là ngang 4 m, bên kia là như không? 44 à. Dài 8 m luôn hả? Cái phần này là mình dài ngang là dài cái dài là 8 m, còn cái chiều này là cũng hơn 4 m chứ. 68 đúng không? 68 ok. 68. Còn cái diện tích cái miếng đất nhà của mình bên kia là nó ngang 6 m và dài là tổng là 32 m nha cả nhà. Mình thêm một cái phần này nữa. Thì nó có thể hiện trên sổ hết rồi. Ở đây mình có một cái hẻm, một cái lối đi riêng bên hông nữa. Thì thật sự ở đây là giống như là một cái nhà cấp 4, như nhà nát rồi đó. Thì khi cả nhà mình về là mình có thể là mình tính trên cái phần đất thôi. Còn cái nhà là mình cứ vô tư thoải mái ha. Nói chung là muốn ở còn không mình sửa sang lại hoặc là làm bất cứ một cái gì cũng được. Thì ở đây là cái giá bao nhiêu anh? 6 tỷ 2. 6 tỷ 2. Đây là cái giá 6 tỷ 2 đó, mình còn phân lượng thì anh Tấn là chủ, thì cả nhà mình ví dụ mình xem muốn xem nhà này kia đó thì cứ gọi cho Nhân này, Nhân có số của anh thì để cho mình lại mình thương lượng với anh luôn, anh là chủ. Với lại còn thêm một cái nữa là khi mà còn nếu không nãy Nhân có nói địa chỉ đó thì cả nhà mình cứ lại tới nhà luôn mình xem cũng được, nó không sao hết. Cái giá đất này thì em không có rành lắm nên cho là anh nói sơ sơ, ví dụ như cái giá đất của cái mặt tiền này á là
là những cái nói chung cái buồn điểm quan trọng đây nói cái giá cho cái giá đất ở đây 28-30 triệu nếu mà nằm trong hẻm thì 27-26-27 là trong hẻm. Sao trong hẻm mà tính ra cái giá đó nó cũng em nghĩ dụ mấy cái khu vực khác là cái giá nó chênh lệch nhiều hơn chứ. Thì trong hẻm nó rẻ hơn khoảng 30 triệu. Triệu. Ừ. Thì để trong hẻm thì 26-27 thì cái mặt này là 28-30. Còn nếu mà ngoài này mà 28 thì ở trong hẻm nó khoảng 25-26. Nó như vậy thôi. Nếu anh tính cái căn nhà nếu mình tính đất và cái giá nó khoảng nhiêu? 28 triệu. Thì em tính nhân thì tại bây giờ tính 6 tỷ thôi. Tỷ đây. 6 tỷ thì em nhân cho 28 triệu mét vuông đi. 28 triệu mét vuông, 8-9 triệu mét vuông. Tại vì mà mình cũng đang bị kẹt tiền, khó khăn. Dạ, mới bán. Rồi xong. Thì thật sự là ở đây là cái tại vì cái giá đất thì nhân nắm không có rành lắm nha cả nhà, nhưng mà có một cái là cái nếu mà cái đường á dọc trên cái trục đường này á được khi mà đường ấp 2 á thì nó hai đường thông hết, một là thông Võ Văn Dân, ở đây cũng Võ Văn Dân luôn, nhưng mà ở đây thì nó có kế bên mình có một cái chợ nè, khi mà chợ ấp 2 á thì cái giá trên mặt tiền đường ấp 2 này là nó rơi vào tầm khoảng 30, thì ở đây là anh cũng hơi kẹt tiền nữa cho anh bán cái tính giá mét vuông khoảng 28 triệu. Thì ở đây nếu như mình về á mình xây phòng trọ cũng khá là tốt, tại vì ở đây là nhà xưởng rất là nhiều, mình kém này là có một cái nhà xưởng rất lớn nè, rồi hoặc là mình xây cái nhà xưởng cũng được, cái nhà xưởng rất ok tại vì cái diện tích là tới ngang 6 lận, thì khi mà mình đi xe tải đó để mình chở vận chuyển đồ á nó rất là ok, rất là thoải mái luôn, những cái đường trước nhà mình không mà có khoảng 10 mét rồi nên rất là ok nha cả nhà. Thì mà ví dụ như ai mà muốn xem nhà đó thì mình có thể tới tận địa chỉ này cũng được, hoặc là cứ gọi cho Nhân thì Nhân sẽ dẫn cả nhà mình xuống xem nhà nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại. Thì nhớ nhấn nút đăng ký của Nhân để Nhân quay những căn sau nữa thì biết đâu hợp với túi tiền của mình, thì cứ gọi cho Nhân tư vấn. Rồi Nhân xin chào.